Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Nhưng mọi người đã thấy là trên bàn của thân mình đã có đồ uống. Và một cái câu hỏi mà lúc nào mình cũng hỏi khách mời của mình, đấy là khi bạn chọn cái đồ uống là xá xị ý à, thì đồ uống này nói gì về bạn? Đính chính lại chút xíu, đây là chương trình Burning Menu. Và thì Minh ơi, hôm nay bạn sẽ là khách mời của mình. Ôi, bà để bớt bệnh nghề nghiệp quá. Bà cứ thấy cái ly là Have a Sip. Ok, Have a Sip. Rồi, Have a Sip. Tụi mình là gặp nhau gần đây, xong rồi Vinh nói là có chương trình mới, cũng lâu rồi không có được lên Have a Sip. Cho nên thôi thì hôm nay thì mời chị Minh sẽ xuất hiện ở trong phần menu của Vinh. Hôm nay mình ăn ở Bambino. Bambino là một nhà hàng mới toanh, nằm ngay bên trong một căn nhà có tuổi đời hơn 130 năm tại địa chỉ 29 đường Tôn Thất Thiệp, quận Nhất. Cứ sau 10 giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, nhà hàng sẽ bắt đầu lên nhạc và trở thành một super club với phần chơi nhạc của DJ. Khách hàng mình có thể vừa ăn tối, vừa nhảy múa vui vẻ ngay tại bàn ăn hay là giữa sảnh của nhà hàng. Khi mà mình bước vào đây đi, thì mình thấy cái sự lựa chọn của Vinh ngày hôm nay có phù hợp với mình không? Mình thấy hâm mộ nhất ở Vinh là có vẻ như là cái thành phố này đang có cái gì hot, đang có cái gì mà mọi người đang xôn xao. Thì Vinh đã ở đấy và quay đúng không? Bởi vì là khi Vinh nói là có một cái nhà hàng mới này thì đây cũng là cái tên, Bambino cũng là cái tên mà bạn bè Vinh bắt đầu đi thử. Thậm chí một tí nữa thôi là cũng sẽ có bạn đến đây. Đấy, nên là mình đang tò mò, mình chưa được thử thì đã có Vinh rồi. Ồ, nghe cũng rất là vui bởi vì Minh thích. Nhưng mà Vinh thì hôm nay đó, Vinh đợt trước thì Minh hỏi Vinh, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm người hỏi. Bình thường thì công việc của Minh mỗi ngày Minh hỏi nhiều khách mời quá rồi đúng không? Thì có khi nào mình muốn là mình ok, vai trò mình sẽ khác, mình làm người được phỏng vấn không? Có, tức là Vinh cũng biết cái cảm giác là khi mà mình làm cả một cái chương trình của mình, lúc nào mình cũng là một người dẫn đường đúng không? Và tất cả các cái giác quan của mình, nhiều khi ngồi đây ăn hay là nếm hay là có một cái cốc nước, nhưng thực ra là mắt của mình vẫn nhìn xem là các máy của mình có đang chạy không này, rồi tiếng liệu nó như thế nào, hay là giữa chừng đúng không? Giữa chừng có ai sen vào. Thì mình thích nhất khi làm khách mời là mình có thể tắt tất cả những cái đấy đi. Và mình chỉ tập trung tí nữa là ví dụ đến menu là mình sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi. Không được giới thiệu ấy, cho mình một phát. Chứ còn bây giờ mình nhìn mình sẽ thấy bao nhiêu các cái chi tiết. Mặc dù cái món này là món kiểu starter khá đơn giản đúng không? Nhưng mà đã thấy bao nhiêu chi tiết. Đây, mời Minh, thế mình dùng tay đi. Bánh giống một cái bánh, cái này mỏng giống kiểu một cái bánh gì ở bên cực kỳ ở dưới. Ừ, nhưng mà có những cái bánh mà cracker. Mọi người hay cho vào cái khuôn mà hay bán ngoài đường. Waffle. Ừ, kiểu thì phải cắt à? Hay là có thể cắn được không? Cắn được chứ. Mình chỉ làm cho nó sẹp bớt thôi. À, right. Khi mà Minh ăn này thì có cảm nhận gì không? Đấy, mình nghĩ là cái bánh này nó rất là giống mấy cái bánh kiểu Việt Nam snack của mình hồi xưa ấy. Hơi ngọt ngọt. Cái pickle hành, hành đỏ. Đỏ, nó không bị hăng. Rất là vừa, nhưng mà nó không bị cái kiểu đồ chua quá kiểu của mình. Với cái hạt này mình thấy rất là thích. Mình thấy cái mùi vị của nó có gần như là giống món bánh mì Việt Nam mình á. Mà cái version nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh hơn. Thật ra cái thịt ham này với cái độ ngọt, độ chua, chút xíu mặn thì nó cũng tương tự như mình ăn bánh mì Việt Nam mình. Khi tụi em nhận được cái nhà cổ này thì thật sự concept của tụi em là sự pha quyện giữa cũ và mới. Đó là old and new. Nói sơ một chút xíu về cái mặt bằng này thì nó là một cái tòa nhà cổ đã được 139 năm rồi. Wow. Nó là được xây dựng bởi hai người Ấn Độ. Thì nó là cái nhà khách của cái temple giáo Hindu ở bên đối diện. Lúc đó đến đây thì tụi em cảm thấy nó là một cái nhà gì, nó là một cái heritage của cái thành phố. Cho nên tụi em rất là muốn làm một cái nó iconic ở đây để giữ lại cái sự cổ kính của nó. Thì lúc anh cũng đến đây đang thấy một trong một tòa nhà cổ, anh nhìn từ ngoài vào thì nó là một cái gì đó cổ kính. Đi lên cầu thang cũng giữ lại cái cầu thang từ 140 năm nay rồi. Và vào trong thì nó là những cái kiến trúc cổ, nó pha giữa cổ và mới. Một trong những kiến trúc sư trong thiết kế người Ý tên là Carlo Scarpa, tụi em cũng lấy được những cái ý tưởng của anh ấy rất là nhiều cho những cái đường cong, đường chỉ ở trong thiết kế. Thật ra mình biết rằng cái suy nghĩ của Vinh đó, một trong những cái nghề mà Vinh cảm thấy mai không phục hỏi nhất đó là làm sếp.
Tại vì Vinh thấy là nấu được một cái món ngon để mà cho người ta ăn, người ta cảm thấy ngon miệng, người ta ăn sung sướng hạnh phúc, đó là cái một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Và thật ra Vinh đã biết rất là nhiều, Vinh đi nhà hàng nổi tiếng cũng nhiều nơi, nhiều nước. Xong rồi mình có dịp nói chuyện với sếp, họ ra họ trình bày thì mình thấy, ủa chà, anh sếp thì anh kiếm quá nhiều tiền mình đây. Ảnh có thể ôn một cái Michelin này, Michelin kia, ảnh rất là nhiều nhà hàng. Hoặc là họ có thể mời ổng ra công thức và các kiểu. Tức là nói về tiền thì ổng kiếm được rất nhiều, nhưng mà thời gian đâu mà họ hưởng, thời gian đâu mà họ xài. Hầu như là buổi sáng ra mình thấy người sếp họ đi chợ, họ đi chợ cá, chọn đồ tươi, đồ sống mình. Xong rồi xong ra đó về là chuẩn bị nguyên vật liệu các kiểu. Xong rồi là đứng bếp, đứng cho tới lúc mà khách ăn xong buổi tối luôn mới về nhà. Sáng ra lại tiếp tục cái đó mỗi ngày. Mình thấy không? Tức là người ta kiếm có thể tiền nhiều đây, nhưng mà cái hưởng thì lại không có nhiều. Chúng ta hoàn toàn vì một cái đam mê là đối với mình thì nó vẫn là hạt, vẫn là cái sáng tạo. Nhưng giờ mình ăn hạt của họ đúng không? Mình nghĩ là bạn mình sẽ thích salad. Nhưng mình có thấy có một cái nghiên cứu cho thấy chef ấy, khi họ trong bếp ấy, họ như một cái cá tính khác ấy. Tức là họ sẽ hơi giống cái từ chef, nó là từ trong như kiểu cảm giác cho quân đội ra. Từ yes chef là kiểu kỷ luật. Kỷ luật và kiểu không được có sai số. Nhất là mình nghĩ trong cái nhà hàng fine dining đúng không? Tức là mọi đúng rồi. Lượng nó nhỏ xíu như thế này. Quên nói thêm là một trong những cái nghề khó nhất nữa. Áp lực khủng khiếp nhất. Mình có bạn là chef mà nhiều lúc họ nghĩ về chuyện bỏ nghề ấy, là bởi vì họ cảm giác như là ở trong đấy họ thành một người khác, thậm chí họ sẽ trở thành một người cục cằn hơn, vô lỗ hơn và kiểu la hét dễ hơn, rất là khác với họ lúc mà không phải nấu. Cái áp lực mà cái độ nóng và cái việc là phải cứ chuyển đồ ăn ra liên tục và làm hài lòng mọi người, mình thấy cũng là một thế giới khủng khiếp. Là mình nhớ tới một cô nhận được sao Michelin. Xong rồi cổ trả lại cái sao đó bởi vì... Phim phải phim không? Phải phim The Menu luôn không? Không phải phim. Nó là câu chuyện thiệt. Ngon đấy. Đấy à? Mình thích hả? Ngon hả? Ngon. Ngon. Tại vì cái cà chua này mình... Mọi người bình thường mình ăn cái món này cảm giác rau nó sẽ rời rạc. Đúng không? Xà lách xong rồi nó phô mai á. Cái cà chua mà còn bỏ nó sẽ rời rạc lắm. Mình giống như kiểu trong phim các diễn viên đóng ấy. Nhai xong rồi wow lên một cái đúng không? Nhưng vừa rồi mình làm cái đấy rất vô thức. Mình có xem cái phim The Menu không? Chưa. Netflix hả? Documentary hay là phim? Phim. Nó cũng showcase kiểu những cái người đầu bếp rất là làm hơi quá lên. Theo kiểu là, tức là về bản chất con người ta dù có giàu có đến bao nhiêu, xong rồi fine dining từ lúc ăn ở lúc street food chuyển fine dining thì người ta vẫn có một cái, họ luôn đói. Thì cái đói này nó là một sự hẳn dụ giữa việc là mình đói thật bởi vì cái dạ dày mình cần thức ăn, hay là nhiều khi mình đói danh vọng, mình đói những cái gì đấy trong cuộc sống. Thì cái phim này nó dữ dằn kiểu đấy. Cái này là cũng link tới cái chuyện ăn uống nha. Thì mình quả thật có những hôm á, mình mới ăn xong mà nó hồi lại đói. Tức là cái sự thèm thuồng của mình muốn ăn một cái gì đó, chứ không phải là bản thân mình là cần thêm đồ ăn. Để xem coi là thì mình hôm nay thích cái món mà mình chọn không nè. Khi mình ăn cái miếng này á, mình thấy cảm nhận sao nè, nói cho mình nghe nè. Có cái cay này. Đúng như là bạn ấy nói là nó không bị dai. Nhưng nó vẫn có hơi cái crunchy của hải sản ấy. Để mà làm món này thì mình nghĩ là khó. Tại vì cái bạch tuộc thường đó là một là bị dai quá nấu chín, hai là nó sẽ bị kiểu như bị sống. Sống tanh tanh đúng không? Nhưng mà mình ăn cái này á, giống như mình đang ăn một miếng thịt vậy. Có thể tương tự như là mình ăn thịt bò, thịt gà vậy đó. Cái độ tươi của nó, cái sốt thì cay cay mình cũng thích. Firstly, I would like to talk about the opportunity to work in this beautiful space. Like in Singapore, in London and in Melbourne, there are heritage buildings, and inside these heritage buildings are like modern concept and like, you know, Italian restaurants and like brunches and like private members clubs and all these beautiful things abroad is not available in this country. And like as this country develops, as it opens its doors to new ideas and is educating itself to become, you know, a global destination, I think it's important that Vietnam has these businesses
in the city. So when we were presented with this space, we thought we've got to do an old and new concept. And this old and new concept is not ready just yet. As you know, it's the soft opening, it's the fabric room, but we'll be removing all the fabric and we will reveal what really Bambino is. So what is Bambino? It's a transformative concept, and it's a restaurant that turns into a supper club. And I think that like Vietnam really needs a more diverse way of interacting and enjoying themselves. And like I think foreign European concepts is interesting to them. They're dressing better, they're eating better, they're talking better, they're sharing better stories, the media is getting more interesting, the art is getting more developed. And I think that like these are all weapons that we can share and work together to bring new things to Vietnam. Bạn béo bắt đầu lên. Nhưng mà đồ ý thì mình không thể bỏ qua bà xa được. Thử cho mình. Ngon. Vì là cái mì đúng không? Mì quan trọng nhất là kiểu luộc mì. Đó, luộc làm sao đấy nó không bị quá đó, mềm mà nó cũng bị quá sống. Phải cho dầu lưu vào, phải đổ nó ra, phải dội nước lạnh để cho nó hơi ấy lại đấy. Sực sực, rồi mà còn cái độ giòn. Như Vinh là mình thích nó phải giòn giòn như thế này nè, là Vinh mê, ngon ha. Trời ơi, ngon mà biết là nếu ăn nữa thì không được tối nay phải ăn hận. Nhưng mà quên là version này thì cà chua, với thịt, bên này là hải sản. Thì mình sẽ thích cái nào không? Thực ra cái này ngon thật. Dạ hả? Cái hải sản này cũng ngon. Gu của mình sẽ là ăn hải sản đó. Tại sao? Tại Vinh không thích vị chua. Nhưng mà cái độ chua ở nhà hàng này thì Vinh thấy là vừa phải nha. Chứ mấy chỗ khác là không được một muỗng luôn á. Giờ đồ ý mà chua cà chua như là Vinh không ăn luôn. Cái sốt pesto cũng là sốt rất là mềm. Có những lúc sẽ làm cái pesto không. Xong rồi cắt cái cà rốt ra chỉ chấm pesto ăn. Đỡ cái phần mà kiểu tinh bột tinh nước. Cái anh chồng cũ của mình ấy. Pesto là món sở trường của anh ấy. Anh ấy đã cua mình bằng món mì pesto. Và anh ấy hay mua kiểu mua hết các cái lá basil trong siêu thị ấy, tại vì làm pesto rất là tốn lá basil đấy. Mà cái lá đấy nó khá là đắt ấy, mọi người hay mua chỉ để nêm một tí thôi. Còn pesto thì phải mua rất nhiều để xay ra. Hồi đấy là lúc nào cũng cảm giác là đi gom pesto basil ở siêu thị xong rồi về là đó, anh cũ thì anh chưa chinh phục bằng món này, còn anh mới thì sao. Ủa sao mình lại sặc rồi? Tại vì vừa có một anh mới xong. Kể đi nè, anh mới này sao nè. Yeah, đã có chuyện làm khó thì mình rồi. Anh mới chinh phục bằng thể lực và chiều cao. Oh wow, xôi thịt. Anh mới bao lâu rồi mình? Đúng nghĩa là mới, rất mới. Nên là nói cũng hơi ngại ấy. Mà chả hiểu sao với ngày này chắc mình chẳng ngại gì cả. Wow. Một vận động viên bóng rổ. Đi rổ, xem thi đấu. Chắc trẻ quá hả? Thỏ hả mình? Không, nhưng mà trẻ hơn thật. Bây giờ mới ai cũng trẻ hơn mình thôi Vinh. Mà cái gu của mình thì sao? Sẽ là cảm xúc first sight hay là cái tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn chắc cũng có, gu chắc có đó chứ. Ai mỗi người có cái gu chứ. Nhưng mà cũng không phải là người sẽ nói không với những cái không phải gu. Wow, câu này hay nha mọi người. Trời đất ơi, già không bỏ, trẻ không tha là thì mình. Ê. Chứ còn gì nữa, không phải gu là tại sao mình phải nói không? Tại vì có phải là con người mình sống với quá nhiều bias không? Các thiên kiến không? Đúng không? Mà bây giờ mình đang sống ở cái thế giới mà thực ra nó không có một cái bao đôi nào hết. Mình không thể nói là cái món mì này thì nó là chỉ là như thế này, nó luôn là như thế này. Cái đầu bếp một ngày người ta làm cho nó trông như thế này, nhưng mà thứ khác hoàn toàn, nguyên liệu thay hoàn toàn chẳng hạn, mình không thể biết được. Yes. Nếu mình chỉ nhìn. Nên mình phải nếm. Ok. Có lý. So
I cook, I'm Australian, and I cook Italian food because in Australia there's a big Italian community, and I started my cooking apprenticeship 18 years ago in an Italian restaurant, and haven't really looked back. The menu of Bambino designed around the simplicity of Italian food, the ingredients that we can get locally, lots of seafood, lots of fresh vegetables, even some nice local organic pork from Hanoi, and we, you know, treat all these ingredients really simply, just like they do in Italy, but we try and do, there's a little bit of an Australian twist to it. We use you know, a bit of Asian ingredients in there, some Vietnamese ingredients as well, but yeah, that's what kind of attracted me to Italian cookery, the simplicity and how delicious it all is, and the techniques that we can get out of it, like making fresh pasta every day. Bambino menu is quite simple, using the local ingredients that we can get, but we've made it quite classy by using you know, the best ingredients possible and treating them in the best way possible. So, you know, cooking on this wood grill over here, using this pasta machine from Italy, so we're making everything as fresh as possible, and then also, you know, the classy way of, I guess, presenting the dishes as well. So lots of silverware, lots of nice things like seafood towers, caviar, etc. So yeah. Khá ấn tượng ha. Nhiều hả? Hải sản lạnh nhưng mà cái phần nó cũng nhỏ đó mình. Tức là mình thấy ăn không có tinh bột nhiều, khá là healthy. Mới đôi ăn hào thôi. Thôi này rất ngon. Mình tập trung ăn quá, mình không hỏi gì luôn mình. Mình hỏi là đến món cuối này mình nói về chuyện gì. Xong rồi hết. Câu chuyện cuối cùng đó là mình ăn cho ngon đi. Chúng tôi bắt đầu mệt rồi. Vinh có thấy cuộc sống của Vinh ăn sung mặc sướng quá. Lại lật qua tôi lại thành appetite rồi. Mọi người chắc sẽ thấy như vậy đúng không Vinh? Vinh đang thấy như vậy đấy. Wow. Sao vậy? Ăn thử cái này có ớt. Đã phê hả? Luôn. Lên nóc luôn. Wow. Ăn được cay không? Vinh ăn cay chứ. Đây ăn được đi nào. Vinh thì lại thích như mình, Vinh thích phỏng vấn người ta lắm, nhưng mà Vinh là không có cái talent để mà phỏng vấn giỏi như mình thì mình hiểu. Vinh ăn cay đi. Cái này, cái độ phê này nó sẽ làm cho Vinh nghĩ ra một cái gì đấy. Hồi xưa mình làm cái show không cay không về. Không cay không về. Mình ăn cay mà lúc đấy mình thề là nó cực kỳ nhiều cảm hứng luôn. Ăn thử đi. Giống như hơi say rượu. Wow. Hay ha. Tức là đơn giản chỉ là bỏ miếng ớt lên thôi mà cái mùi vị nó khác hẳn vậy. Con này là ốc ốc tay à? Ốc tay. Ốc. Wow, con. Cái khay hải sản này thì Vinh và Minh thích nhất là món ốc móng tay nhỉ? Bỏ ớt lên thôi. Ốc móng tay này từ nãy giờ là tất cả các thứ đều khá thích ấy. Sơ chế rồi nhưng mà bỏ miếng ớt rồi ăn đảo quá chị. Wow. Mình sẽ nói về công ty mẹ chút xíu đi, bởi vì anh Vinh thấy cái tên Leftover rất là hay. Thì anh Vinh muốn hỏi Hạnh Nhân là anh có nghe những cái nguyên vật liệu của mình sẽ dùng theo mỗi ngày. Tức là cho hết ngày hôm đó thì mình sẽ không có để qua ngày hôm sau. Và em có cái ý là em sẽ tận dụng những cái đồ Leftover đó và cái nguyên vật liệu còn dư đó. Thì em sẽ sử dụng nó một cái cách ý nghĩa nhất. Em có thể chia sẻ về cái chuyện đó không? Thì những cái đồ hàng ngày mà ở trong nhà hàng mình vẫn bảo quản sạch sẽ bình thường, xong rồi mình sẽ mang cho những người khó khăn. Đó. Rồi em cũng sẽ có nhiều cái dự án cho những cái em bé ung thư, là những em bé trong bệnh viện. Điều rất là nhân văn và ý nghĩa ha. Thật ra là lúc mà làm Bambino là cái dự án đầu tiên của công ty mẹ Leftover, thì thực sự là em cũng cảm thấy rất là may mắn. Từ khi mà dự án này triển khai, có rất là nhiều nhân tài về đây cùng góp sức để xây dựng lên cái Bambino này. Và ngoài ra thì em, cái lý do tại sao cái tên Leftover nó có hai ý nghĩa. Một là em cảm thấy nó rất là vui vì nó là một cái tên rất hợp với F&B. Những cái gì thường là mình cho đi thì nó sẽ tốt hơn là những cái gì mình nhận lại.
đó. Cái thứ hai là cái leftover thì nó còn áp dụng cho những cả những con người họ không fit in được với cái môi trường làm việc, hoặc bất kỳ một lý do nào đó họ làm với những công ty khác họ không thích hợp, thì họ có thể quay về leftover một cái nhà mới của họ. Thì cái nhà này nó sẽ thích hợp hơn với họ và họ có thể show hết tất cả cái talent và phát triển một cái career path rất là tốt ở đây. Mình nói một cái gì để kết được rồi đó. Mình nói đi. Những ngày mai bạn lên hoang đảo. Tao làm mà. Bạn chỉ được đem theo. Hoặc là bạn được ăn một món duy nhất trên hoang đảo. Hôm nay phải thật sự là Vinh đã mời được thầy của Vinh. Thầy đúng không? Giả bộ làm host làm chi vậy, cho nên mà host thì tới nay là tôi tắt đài luôn. Mình cố vấn là đây vẫn là câu cuối nếu mà... Trời ơi, là khách mời mà chào đầu không kết lại luôn. Thì thôi, được cái được ăn ngon. Mình nghĩ là Vinh với Minh không phải là người hay nói chuyện. Hành trình mấy chục năm mình quen nhau thì mình không có nói chuyện nhiều. Thế nhưng mà khi mà tình cờ gặp nhau ở một rạp chiếu phim, xem một bộ phim mà nó cũng sắp hết chiếu rồi. Mà nói quá vậy, nói quá trời nói luôn. Và khi Vinh nói là Vinh đang làm cái show này và Vinh mời thì hầu như mình không suy nghĩ gì cả. Mình nghĩ là yes, đây là một cái người bạn rất là lâu của mình rồi. Họ làm cái gì thì mình cũng support. Và mình cũng nhớ là khi mà mình mời Vinh thì mọi chuyện cũng rất là dễ dàng. Vinh cũng ở đó support. Đôi khi cũng không cần phải gặp nhau quá nhiều, nhưng mà khi gặp nhau và ăn một bữa ngon thì hơn bao nhiêu năm cộng lại. Wow, sao hay quá vậy trời. Mọi người coi kìa, mọi người coi thì Minh mời của tôi ngày hôm nay cảm ơn Minh rất là nhiều. Hôm nay rất là vui luôn. Ăn ngon nè, và có Minh nữa. Nói chung là nói chuyện với Minh, Minh rất là thích mọi người. Bởi vì sao ta vừa chia sẻ tâm tình cũng có, vừa trao đổi chuyên môn cũng có. Rồi mình cũng update những cái mới nữa nha. Tụi mình có những cái ý tưởng hay cái gì đó mình cũng chia sẻ với nhau. Hy vọng là sẽ còn xuất hiện trong Tavership sắp tới của mình. Later. Thôi giờ mình chốt lại bằng một câu cuối này để mình thấy mình sẽ lấy cái chất liệu đó làm cái show của mình luôn. Cảm ơn đã cho ID đến là cái món thích nhất bạn phải ăn trước khi lên hoàng đảo là món gì? Chắc là cơm với thịt kho. Okay, đúng không? Okay. Chắc bụng đúng không? Thử giả sử như nếu mình biến nó là kiểu fine dining có được không? Hay đúng không? Tại thịt kho là cái món rất là bình dân, nhưng mình cũng thấy rất là nhiều các cái đầu bếp họ đưa cái món đấy lên. Mình luôn nghĩ là cái mục đích cuối cùng thì nó để là mình có một bữa ăn ngon và cảm thấy hạnh phúc thôi. Thì tự dưng mình nghĩ là thịt kho nhưng mà đừng ăn cái kiểu nhiều cơm, nhiều nước thịt như hồi xưa, mà là có thể làm nhỏ thôi. Xong mình thích cái việc là cho cơm vào cái tổ ấy. Rồi trộn nó lên một chút. Wow. Để có một ít cái nước ở dưới. Ok.